quý khán giả chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid-19 trên thế giới, Việt Nam và tại Tây Ninh. Trước hết chúng tôi xin cập nhật tình hình dịch bệnh covid-19 trên toàn cầu. Thế giới đã vượt ngưỡng 13,6 triệu người nhiễm virus sars-cov-2. Dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp và Mỹ vẫn đang là tâm dịch của thế giới. Trong 24 giờ qua, ca nhiễm mới vẫn cao kỷ lục hơn 65.000 ca mắc, nâng tổng số lên hơn 3,6 triệu ca mắc. Số ca nhiễm COVID-19 của Brazil đang tiến gần con số 2 triệu ca, và quốc gia này chịu ảnh hưởng nặng nề thứ hai của thế giới. Trong số các nước có số ca mắc mới tăng cao nhất là Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Nga, thì Ấn Độ đang xếp thứ ba trên thế giới khi vẫn tiếp tục chứng kiến số ca mắc mới trong ngày tăng cao kỷ lục. Hiện số ca nhiễm gần 1 triệu ca. Trong khi đó, Singapore đang đối mặt với nguy cơ có thể bùng phát làn sóng dịch COVID-19 lần thứ hai khi cho nó lại có hoạt động kinh tế. Như vậy, tình hình dịch bệnh COVID-19 tính đến 6 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2020 cụ thể như sau. Trên thế giới, số người nhiễm là 13.661.124 người, số ca tử vong 585.603 người, số ca chữa khỏi là 7.974.524 người. Tại Việt Nam, hơn 3 tháng liên tiếp, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Những ca nhiễm mới gần đây là ca xâm nhập, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Như vậy, đến thời điểm này, tại Việt Nam, số người nhiễm là 381 người, số ca tử vong không có số ca chữa khỏi là 353 người. Còn tại Tây Ninh, tính đến thời điểm này, 4 trên 4 bệnh nhân nhiễm bệnh đã được điều trị khỏi và cho xuất viện.